Kogoken Psycho, thanh gươm của ánh sáng, được tạo hình là một thanh gươm với lưỡi kiếm gắn vào thân kiếm. Sau khi kích hoạt cùng với lưỡi kiếm, chúng ta sẽ thấy được tạo hình đối xứng của thanh gươm này với phần màu vàng ở phần lưỡi kiếm và phần đen trên toàn bộ thân kiếm cho đến cán kiếm. Kết hợp cùng quyển sách của Psycho sẽ tạo nên hình dạng quan kiếm hoàn thiện. Quan kiếm là Yuri và Yuri cũng chính là quan kiếm. Anh có khả năng thao túng cả ánh sáng lẫn bóng tối, không giống như sức mạnh của ám kiếm. Ánh sáng của quan kiếm có khả năng phát sáng, làm lóa mắt, vô hiệu hóa chuyển động kẻ thù, tạo ra nguồn nhiệt cực lớn, làm tan chảy cả những lớp băng tạo ra từ đám magic. Những khả năng khác như chữa bệnh cũng như thay đổi hình dạng được thể hiện rất nhiều của Yuri. Đó là những quyền năng mà một thực thể đã sống từ rất lâu như anh có thể sử dụng được. Mang tới ánh sáng rực rỡ, kèm với đó phải là một bóng đêm sâu thẳm. Để thực hiện quá trình chiến đấu dễ dàng hơn, anh có thể triệu gọi nên nhân ảnh, chiếc bóng tạo hình của một kiếm sĩ, giúp anh dễ dàng trong việc chiến đấu hơn. Nhân ảnh này cũng có rất nhiều khả năng đặc biệt như kéo dài cơ thể, biến bản thân trở thành chiếc bóng của kẻ thù, tấn công họ từ những vị trí mà họ không thể nào chống đỡ. Đó là còn chưa nói tới việc anh có thể kết hợp cùng với ám kiếm để tạo nên đòn phong ấn tối thượng. Vì những khả năng quá bá đạo kể trên, vị trí top 2 là hoàn toàn xứng đáng cho hoàng kiếm của Yuri.